khứ Neymar càng sớm càng tốt. Leonardo quá mệt mỏi trước những tin đồn liên quan đến tương lai của cầu thủ người Brazil và muốn tống khứ Neymar ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa đầu năm tới. Sau khi thất bại trong việc trở lại Barcelona hè này, cầu thủ người Brazil đành chấp nhận ở lại sân công viên các hoàng tử thêm ít nhất một mùa giải. Real Madrid cũng bày tỏ sự quan tâm đến Neymar, hứa hẹn cuộc đua tranh chữ ký quyết liệt trong mùa đông tới đây. Nguồn tin từ Tuto Sport cho hay, giám đốc Leonardo đang muốn giải quyết dứt điểm vụ Neymar. Nhằm tránh ảnh hưởng đến không khí trong phòng thay đồ sân công viên các hoàng tử, mặc dù vậy theo cha đẻ Neymar, các cuộc đàm phán giữa PSG và Barcelona chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung. Neymar mới trở lại khoác áo tuyển Brazil và lập tức có bàn thắng vào lưới Colombia. Tuy nhiên, kết quả hai đội hòa nhau 2-2 trong trận giao hữu vừa diễn ra.